Sáng ngày 14 tháng 10, tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án sản xuất buôn bán xăng giả đối với Trịnh Sướng, 55 tuổi, trú tỉnh Sóc Trăng và 38 bị cáo khác tại trụ sở tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông. Phiên tòa lần này có 30 bị cáo đề nghị kháng cáo, ba bị cáo bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông kháng nghị, sáu người cũng trong nhóm 33 người trên vừa kháng nghị vừa kháng cáo. Sau phần hỏi lý lịch các bị cáo, một số luật sư cùng đề nghị khoản phiên tòa do có một bị cáo đưa đơn tố cáo bỏ lọt tội phạm. Theo đó, Nguyễn Ngọc Quang, người bị cho là cầm đầu đường dây sản xuất buôn bán xăng giả ở thành phố Hồ Chí Minh, làm đơn tố cáo hai người khác được cho là chủ của ông này đứng sau điều hành đường dây sản xuất xăng giả. Cụ thể, Quang khai từng làm tài xế có quen mối mua dung môi, sau đó được Lê Minh Tâm, trú huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, rủ nhập dung môi về bán. Quang lo mua hàng, tìm bên mua, tầm lò vốn, lợi nhuận chia đôi. Năm 2018-2019, Tâm nhập kho một số dung môi riêng, lập công ty Tâm Quang, nhưng nhờ Quang đứng tên, đồng thời mở một chi nhánh ở Vĩnh Long, nhờ cháu của Tâm là Nguyễn Hoàng Phúc đứng tên hai công ty trên sau đó tổ chức pha chế xăng giả để bán nhưng việc này quang nói không hay biết quang xin được triệu tập tâm và phúc để làm rõ các tình tiết trên sau khi nhận đề nghị của luật sư và bị cáo quang hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa để triệu tập các bị cáo liên quan